Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin chuyển động 360. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Vâng, thưa quý vị, thực tế thì những ý tưởng cải tạo sông Tô Lịch đã được nhắc tới khá nhiều trong vài năm gần đây, khi mà con sông gắn liền với lịch sử hình thành Hà Nội hơn 10 thế kỷ luôn ở trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Thời gian qua, dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá cũng đã được thành phố Hà Nội triển khai với nguồn vốn hơn 16.000 tỷ đồng. Và gần đây nhất là ý tưởng để sông Tô Lịch trở thành công viên lịch sử văn hóa tâm linh được một công ty của Việt Nam và đối tác Nhật Bản đề xuất lập quy hoạch. Ý tưởng này đã được giải ý tưởng vì tình yêu Hà Nội. Sông Tô Lịch là một cái dòng sông có cái dấu ấn lịch sử. Nhưng mà hiện nay đây là một cái nơi mà có thể nói đang làm cho chúng ta chăn trở bao nhiêu năm nay về vấn đề môi trường. Thế thì làm sao để cải tạo được dòng sông Tô Lịch này mà lại biến thành nó thành một công viên văn hóa mà ở đó lại đảm bảo được vấn đề giao thông? Thì thật sự nó là một cái bài toán khó mà cái ý tưởng này nó lại giải quyết được. Cho nên là về mặt ý tưởng tôi đánh giá rất cao. Những năm tháng mà tôi sống tại Nhật Bản và tận mắt chứng kiến cũng như là trải nghiệm những cái công trình như là chống ngập, cũng như cao tốc ngầm hay những công trình văn hóa lịch sử của Nhật Bản, thì khi đó tôi đã đau đáu về cái một cái con sông di sản của chúng ta, đó là dòng sông Tô Lịch. Mà con sông di sản phải nói là có rất nhiều ý nghĩa về lịch sử, văn hóa và tâm linh trên 2.000 năm. Đúng là nếu mà được như thế thì đúng là một giấc mơ thật. Tôi cũng mong muốn là thành một giấc mơ như thế. Vâng, nếu đúng là ý tưởng này được thực hiện thì đó là một giấc mơ đẹp cho thủ đô thân yêu của chúng ta. Thế nhưng do quy mô của dự án rất lớn, liên quan đến rất nhiều mảng, lĩnh vực khác nhau, từ xử lý ô nhiễm môi trường, xây dựng cảnh quan công viên, xây dựng hạ tầng hệ thống chống ngập khổng lồ, cao tốc ngầm cho đến các nội dung liên quan đến mỹ thuật, kiến trúc, di sản, lịch sử, văn hóa tâm linh, nên tính khả thi của dự án vẫn còn nhiều trăn trở. Nhưng mà cầu mong làm sao cho con đường này, nó cái sông này nó cải tạo nó thành cái môi trường nó xanh sạch đẹp cho dân. Hai bên bờ sông còn có cái hướng đi thể dục thể thao, nó vui chơi cho các cháu nữa. Nói chung là nếu được như thế thì là bà con cả nhân dân rất là ủng hộ và vui mừng. Không làm thì thôi, quyết tâm làm chắc chắn là khả thi. Vấn đề là quyết tâm làm và làm như thế nào, làm vì cái gì, mục tiêu mục đích làm sao. Chứ bây giờ bảo rằng không làm được là không đúng. Nhiều việc còn khó hơn nhiều chúng ta đã từng làm được. Và các nước nó cũng đã làm. Đã làm. Thì tôi tin rằng khả thi, và hãy tin vào những cái người mà người ta có sáng kiến, người ta có quyết tâm để người ta làm. Một cái không gian như vậy hoàn toàn không vướng víu gì về giải phóng mặt bằng. Về mặt công nghệ chúng ta, công nghệ và kỹ thuật chúng ta cũng có thể xử lý được. Về mặt đầu tư, tôi nghĩ là đó là những cái hướng mà về tương lai chúng ta cũng thể giải quyết được. Ba vấn đề, một là không gian, thứ hai là công nghệ, thứ ba là vốn đầu tư, hoàn toàn khả thi nếu nhìn về cái sự phát triển của Hà Nội trong những năm tới. Sẽ dùng công nghệ nano của Nhật Bản để chúng ta duy trì được cái tình trạng môi trường trong sạch và không có mùi hôi thối, thì chúng ta mới nghĩ đến được cái yếu tố là công viên. Bởi vì chúng ta chỉ thu gom thì chúng ta chỉ xử lý được cái phần ở nước ở bên ngoài, chúng ta không làm gia tăng cái ô nhiễm ở bên trong. Nhưng mà chúng ta phải có cái giải pháp cả bên trong và bên ngoài thì chúng ta mới có thể biến cái dự án đó thành hiện thực.
Vâng, đúng là ngay cả tôi cũng như là bất cứ người dân thủ đô nào đều mong muốn dự án này đi từ ý tưởng đến hiện thực và điều đầu tiên là cải tạo môi trường dòng sông. Phần trình bày của tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Xin được quay trở lại với trường quay với những thông tin đáng chú ý tiếp theo.